cappuccino các chị gái nhá. Em nổ ra luôn suốt từ nãy đến giờ, trời đất ơi. Các chị gái các chị mà lấy xỉ nhìn phát biết hàng gì luôn thì làm ơn cọc luôn vào luôn vấn đề giúp em nhá. Vào luôn vấn đề, không là từ giờ đến mai là một chiếc cũng không còn. Đến bây giờ em còn đang đóng cầm chừng này. Khách nhà em đang đóng 1.500 và bây giờ em mới đóng 1.100 này các chị gái nhá. Đóng cầm chừng thôi các chị gái ơi, hàng không có nhiều đâu nhá. Lên luôn cho em nhìn đấy biết hàng gì phát mình làm luôn nhá. Và Zalo làm việc luôn, giá sốc, phải gọi là sốc. Sốc ngất lại tỉnh, tỉnh lại ngất. Cứ thế nhá. Con mochino để mặc bao nhiêu em? Cho chị con đấy đi. Chị thích con đấy. Mẹ con này mới ghi rồi thôi. Con mới ghi mã rồi đây. Có cái con điên này đây. Đây là bạn này bảo bao nhiêu? Thật sẽ rồi. Nào, bạn này bao nhiêu anh? 06. Eo ơi các bà này, nhắn đi nhắn lại bằng quát được con mochino của em này. Eo ơi, tôi em chết mất rồi, các chị gái ơi này. Mochino này, tag mark đầy đủ này. Ôi, cái này thì chết mất rồi. Mã 06, lên luôn cho em nga mã 06 các chị gái nhá. Đến phải 1 tháng nữa các hot girl mới có hàng để hot nhá các chị gái nhá. Mới có hàng để hot. Chưa con nào dám đủ tuổi là bán cái hàng siêu cấp này cho các chị giá 119.000 đâu nhá. Cái số tiền quá bèo bọt các chị bỏ ra. Cho chị mượn một cái nữa. Này, hàng nào tắt đấy nhá. Hàng không chuẩn, không bao giờ là quá cầu kỳ như thế này. Dân chơi nhìn phát biết hàng gì luôn. Được chưa ạ? Chốt luôn cho em nga mã 06 con mochino này. Chất phải gọi là chất quá đẹp luôn. Mã 06 nha, mã 06. Em bắt đầu chốt nha. Hương Trần ok, Tâm Trang ok, Lê Thị Kim Hương ok, Trần Thu Trang ok, Julie HK ok này, Vũ Thị Thanh Nga ok, Ngọc Hằng ok này, Ly Nguyễn ok, Dương Quyên ok, Ami Nguyễn ok, Yến Trần ok, Nguyễn Trinh ok, Nấm Jenny ok, Linh Lý ok, Linh Lý ơi bây giờ mày thấy nha, Nguyễn Quyên 5 gì đấy, 534 ok này, Thu Hiền ok, nhanh nhanh nhanh, mẹ đẹp vậy.